Thưa quý vị, sáng nay ngày 18 tháng 6 tại sân vận động Long An đã diễn ra lễ khai mạc hội thao Atriban chi nhánh tỉnh Long An lần thứ 19 năm 2022. Tham dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trương Văn Nọ và Trưởng ban dân vận tỉnh ủy Phạm Văn Bốn. Với phương châm trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe, hội thao năm nay thu hút hơn 300 vận động viên của 14 đoàn ở các đơn vị trực thuộc Atriban chi nhánh tỉnh Long An. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 6, các vận động viên sẽ tranh tài 5 môn thi đấu: bóng đá mini nam, bóng bàn, quần vợt, cầu lông và kéo co. Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thúc đẩy phong trào tập luyện thể thao, nâng cao tinh thần cho cán bộ đoàn viên người lao động, tạo mối quan hệ đoàn kết, góp phần thực hiện tốt công tác chuyên môn và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Dịp này, Agribank chi nhánh tỉnh Long An trao bản tượng trưng hai xe cứu thương trị giá 2,5 tỷ đồng cho Sở Y tế tỉnh mời các nhà tình nghĩa trị giá 500 triệu đồng cho các gia đình chính sách, 300 triệu đồng ủng hộ Hội Khuyến học tỉnh Long An và trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao.